bước xuống hồ Tây, tắm nước hồ, cỏ cây, chén rác, mát con chim, lom khom đánh rắm, vài chục cái, cá nổi lênh đênh, chết mấy ngàn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật.